Cảnh sát kiểm tra cẩn thận từng phương tiện qua cầu mỗi ngày, bởi thành phố liên tục bị bọn khủng bố đe dọa đánh bom. Tăng cường kiểm tra an ninh tại các điểm ra vào thủ đô được xem là giải pháp nhằm giảm bớt các vụ đánh bom xe. Thế nhưng, nó cũng tạo ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở các điểm cầu. Vì vậy, trong những ngày gần đây, lưu lượng người lưu thông bằng thuyền đã tăng đột biến. Thay vì phải xếp hàng dài chờ đợi kiểm tra tại các điểm cầu, người dân Baghdad đã chọn đi thuyền để tránh việc kiểm tra an ninh. Mỗi lần đi thuyền, người dân phải trả 0,5 đô la Mỹ. Hầu hết mọi người chọn đi thuyền để tránh tình trạng tắc đường, vì thế hiện tại chúng tôi phải làm việc nhiều hơn. Tôi muốn đi mua sắm vài thứ, dù chi phí đi thuyền đắt hơn thật, nhưng tôi lại tiết kiệm được thời gian kiểm tra an ninh. Chỉ mất vài phút là tôi đã qua bên kia sông. Tại Iraq, các công ty tư nhân tự chịu trách nhiệm về việc hoạt động cũng như bảo dưỡng duy trì các thuyền. Vì vậy, chính phủ Iraq đang có kế hoạch phát triển dự án taxi đường thủy nhằm quản lý chặt chẽ lưu thông loại phương tiện này.